Hello, Happy Life July trở lại với các bạn. Đây là cô Bê Thảo. Mùng 1 Tết. Năm mới 2023. Rất là đông người, các bạn thấy ở đâu cũng đông hết. Ikutaro, cái này là đường Ikuta. Có nhiều hàng quán nữa xô anh. Kobe, tại vì đây là thành phố Kobe cho nên là đa số là restaurant nó sẽ bán Kobe, thịt bò Kobe ạ. Đi riêng hay sao? Điện thoại đã mất tiền. Ở đâu cũng rất là đông người. Mình đi đây thử coi. Ở đây vắng vắng không đằng lắm, đông quá. Đây là đường phố của Kobe City các bạn. Cũng lớn, nhộn nhịp. Nhất là ngày đầu năm. Ok, đó là một con đường tượng trưng của Kobe City nha các bạn. Trong ngày đầu năm, mình nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà mình vẫn muốn nhắc. Mình vẫn muốn nói một lời chúc mừng năm mới với các bạn. Trong một ngày đầu năm, đầy thắng lợi, đầy khỏe mạnh và ăn vui nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.